sự cái tục này bị tiền sát lô tràn chi anh ấy cặp bạc ca tiền đòi kiệt để tục nâng sự cái tục cướp bạc ca rằng ở Sri Panjikham nâng chi ôp bạch thị chỉ riêng tru trộm chỉ riêng có pro tại Sri Panjikham nâng kiệt thị có pro tại Sri Panjikham nâng mẹ rần nạ có pro tại Sri Panjikham nâng riêng tầng ốc nâng dân thả chỉ sóc bàn đấy. Rương này chỉ rương thông đông tiền thì cái đây tục trần ọc nâng. Hai bà dân xâm lăng tự đo thì cái đây sập bài rì rì nâng nâng. Chôn cả lại hai tề nông này cả tục. Vì trời chân hơi hai tề nông này cả tục nâng cứ sập bài nâng hơi rì rì nâng hơi. Bàn tay cô bị chà rà nà tiền. Thầm ở kiếp để sau ấy nâng ạc ôm. Ta chỉ là bao giờ rực tề. Đại dân ban nơi về tình yên nâng đầm bay sau ấy nâng ạc ôm nâng nâng. Nâng chìa ra bao dân thì chìa à mi xa ra bao mi nha chân à chìa cương xâm phía riêng bao bình chọt ra bao mi để mi nâng anh ruông khá nha bằng cao vệ tình yêu mùi xâm rạp ai sát lốc sao nhà rộng bà công thì miên vệ tình yêu nâng thư mây sát lốc sao nhà rộng cao hay bà công thì sát lốc sao nhà rộng thư mây nâng miên tâm là hà hay bà công thì miên tâm là hà thư mây sát tay nâng áp vị trọng hà cứ cầm nít sắp tay kịp cương rồi bóng mê nó tiền là chứ xong phía rẻ rồi bóng mê nó để bàn riêng chọn màu cực cương từng ớt ớt miên khoa ấy thế là muôn nhăn xong xa rồi quát ớt của Phật tên rớt mình ớt bàn nó tiền là cương xong phía rẻ phần năng hay cương xong phía rẻ năng xa mà là dân vô tự bàn mặt chỗ mía tiêm tiê dục vinh cực chia tiền cũng xa mà là ơ bỏ dân hơi cà màu năng bàn chỉ bỏ dân hơi ớt đi ca đại à phi song kha ra mía cứ cam ban bằng ca nơi sông phía rẽ tầng ốc nâng cứ khăn nâng mau nâng nâng mình men bằng ca mà ơi bọc quơ nà thế cứ cron tay kia sông phía rẽ tầm rạp ơi sát lộp nâng tắt tay nơi phục kiệt cầm nà đầm bay vật ở sông xa nơi sát lộp nâng ảnh tì bông thót mắt chọc mía tiêm tia vô tờ vinh tầng ốc tiêm rũ tiêm vệ tình yêu tiêm sân nhà tiêm sông tháp tiêm bình nhiệm miền sao ấy thế công sản đã ban chỉ là bao nhiêu à thị song tha là mía cứ cầm ruộng tay mía chỉ mui cái lấy sầm mía phần cao sầm phía để ao sạt lộc tỏ từ tiệt mía riêng mi sườn tàu tiền phần chỉ khăn nâng về sầm má sầm quân trang sầm tay cứ chỉ ca trang băng rồi bắt vào ông đó ở miền là nam mà chạy cất khơi nhà phần chỉ khăn đi chỉ à mi sạt rồi bao mía thế mình ban trang băng nơi mía thế về sầm má sầm quân tơ bỏng trả đăng nơi mía đi nông lộp này khai công ty bởi phút nâng xa vẹn rồi bỏ phút nâng nẹ trả đăng ở đây sạch dạ thua chênh tơ đà na trả đăng nơi mía bán lộp hẹn kỳ lệch chìa mía tô sạch chìa mía bô hạch chìa mía à phi xong kha cứ cầm nâng chìa mía nè là tơ trả đăng tha chìa mía tơ cao đôi chân anh từ đây đến giờ cua tại chiết pha bôi chia đòi bệ sư ma sam cột cứ ca phạ để bắt để bôi chia chỉ ca bôi chia đòi thông thêm cây lên tiếng ca cầm rón cương cờ ôm rứ cờ đời ca bôi chia cờ đời sầm thề đệ phải chạy buồn nà nà tiền cứ đòi ca phạ để bắt để bôi chia còn là ông trung tra sầm đây thanh đệ từng lai để bôi chia đòi tha cuốt cờ đòi ca phạ để bắt để bôi chia lấy tơ chỉ ca bôi chia đòi cây lên bình đẳng và dân vừa đáp tế cả na và bảo ông hay cứ bảo ông chồng ở dân rui thoát nhạt tốc bảo sát lộc na ban rui thoát nhạt tốc sát lộc nuôi chúa thập ban bồng ra tập hạ quật hay mình chăm bạch mà bảo ông ai lấy chi tế bạch chăm mò đầm bay nâng bồng ra ấy đòi được biết được tế ấy xây chi tế bảo ông miền luôn bảo ông chỉ ti phận hay bảo ông mình chăm bạch ở sai sát lộc na tế bảo ông liên quan lời chi tế song sang tại bà ông miền bà tây khả nà chỉ có sạch lộn bà ông trường tăng xâm đại anh thà bà quơ đại bà thân à bồi chia tạ thà khuất có phạm địch bạch nơi bà thua đợt xong cua tam thua tạ chọc nâng chẳng đôi chức năng bà quơ nà đại xâm lập nơi kỳ lạch xử mì đợt luôn ai bán bà quơ lúc chứ mô thà chìa nẹ bòm ra bà quất vết vết tiền bì bà ấy bì bà rương kỳ lạch xử mì bắt để bắt chìa mùi khí nâng bà phụt
ព្រោះការត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះពុទ្ធគឺដើម្បីសម្លាប់កិលេសនឹងហើយដូច្នេះបើគលណាជាសាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធសម្លាប់កិលេសដែលជាមេបានអ្នកនោះឈ្មោះថាបំរើព្រះពុទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងនៅក្នុងបញ្ញខន្ធនេះណាទេណានិយាយទៅក្រៃលោកថាញាតិញោមនឹងគិតតាមធម៌ទៅវាឆ្ងាយផុតពីខ្លួនឯងនឹងពេល มันแม่นឆ្ងាយពេកទៅណាទេទៀតនិយាយពីរឿងបញ្ញខន្ធហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយហ្នឹងណាកំពុងតែអង្គុយហ្នឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនមែនដល់តែក្រៅអំពីបញ្ញខន្ធទេណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែសិក្សាក៏ត្រូវតែពិចារណាណាទេណាដោយការរលឹកដោយការសិក្សារឿយៗដើម្បីរត់គេចចេញអំពីមេហ្នឹង បើមិនមានសតិរិលឹករឿយៗបើមិនមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅរូបធម៌ដែលមានមធ្យោដែលកំពុងប្រកាសនឹងជាមេទេតើរត់គេចចេញដូចម្តេចបានទៅត្រូវតែឃើញថាជាមេត្រូវតែឃើញថាមិនមែនជាយើងព្រោះថាជាមេហើយចក្ខុជាមេទេភ្នែកនឹងជាមេនឹងតែម្ដងតែជាទីអាស្រ័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណនឹងគឺជាមេហើយដែលបានបង្កើតឡើងនឹងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងទាំងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងក៏ជាមេទៀតព្រោះកើតអំពីមេ ទាំងរូបដែលជាអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណនឹងក៏ជាមេទៀតទៀតទៅជាមេជាមកជាមេអណ្ណាជាមេកាយនឹងជាមេចិត្តនឹងជាមេទៀតទៀតមេអស់ហើយអត់មាននៅសល់អីទេកាលណាបើជាមេហើយគឺត្រូវតែមិនមែនយើងកាលណាបើមិនមែនយើងហើយគុំចាស់ញាតិញោមបានរត់ផុតអំពីមេហើយរត់ផុតទៅតាមផ្លូវនៃបញ្ញាដែលស្គាល់មេយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងណានឹង ប៉ុន្តែកាលណាបើនៅសម្គាល់មេនឹងថាជាប្រគុណម្ចាស់ថាជាញាតិញោមថាជាយើងថាជាខ្លួនយើងទេយើងនឹងបើសើយើងនឹងកំពុងស្ដាប់ធម៌ទេអានឹងមិនតន់ឃើញថាជាមេទេហើយក៏មិនបានរួចផុតអំពីមេដែរសេចក្តីទុកមានច្រើនប្រការណាស់ព្រោះអាស្រ័យបញ្ញខន្ធនឹងដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីទុកទួលដោយសេចក្តីទុកទោមនស់ កាលណាបើវិញ្ញាសនៅអ្វីៗដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តសត្វតែជាការបៀតបៀនសត្វលោកបេឡនដ្ឋោបៀតបៀនសត្វលោកនឹងយ៉ាងនេះគឺដោយអត្ថៈរបស់ទុក្ខសច្ចៈដោយអត្ថៈបៀតបៀនសត្វលោកណាទេណាចាំហើយសតិបានហើយណាបេឡនដ្ឋោបរអីឡោនោ តចឹងធរស្រអៅនឹងទី1គឺសំដែងនៅលើទុក្ខអរិយសច្ចៈដែលប្រជុំចុះនៅក្នុងឧបាទានខន្ធទុក្ខឧបាទានខន្ធ5សង្ខិតទេអ្នកបញ្ចុះឧបាទានខន្ធទុក្ខទី2សង្ខតតថោដោយអត្ថៈមានបច្ច័យប្រជុំតតែនឹងនេះជាអត្ថៈនៃទុក្ខអរិយសច្ចៈទី2 ទុក្ខសច្ចៈនឹងទុក្ខហើយបៀតបៀនសត្វលោកហើយហើយក៏មិនមែនជារបស់សត្វលោកទៀតគឺជារបស់ដែលបច្ច័យប្រជុំតតែនេះគឺជាការធ្វើទរុណកម្មសត្វលោកពេកណាទេណាសត្វលោកនឹងគឺអ្វីគឺបរោះស្ត្រីដែលអាស្រ័យវត្តៈនឹងណាហើយវត្តៈនឹងស្អីគឺខណ្ឌនឹងហើយអាស្រ័យកិលេសអាស្រ័យកម្មអាស្រ័យវិបាកនឹងហើយសត្វលោកនឹងណាបរោះក៏ ស្ត្រីនឹងប្រគល់ម្ចាស់នឹងណាញាតិញោមនឹងណាខ្ញុំប្រកាសជាបាទនឹងដែលថាជាសត្វលោកនឹងជាមនុស្សបរោះជាស្ត្រីជានារីជនហ្នឹងណានឹងត្រូវទទួលទរុណកម្មពេកណាទេណាបៀតបៀនសត្វលោកយើងនឹងហើយថែមទាំងរបស់នឹងឯងគឺជារបស់ដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែរបស់ណាដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែគឺមិនមែនជារបស់សត្វលោកណាទាំងអស់ សត្វលោកអត់មានអ្វីជារបស់ខ្លួនឯងឡើយជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាសត្វលោកអត់ចេះធ្វើទេសង្កត់តថាវនេះដោយអត្ថាមានបច្ច័យប្រជុំតតែងក៏ជាការចង្អុលទៅលើតណ្ហាទៀតនោះទៀតចង្អុលទៅលើទុក្ខសមុទ័យសច្ចៈគឺតណ្ហាសំបីអត្ថនឹងជាអត្ថរបស់ទុក្ខសច្ចៈតែចង្អុលទៅលើតណ្ហាដែលជាហេតុនាំឲ្យការទុក្ខ តែងនៅសេចក្តីទុក្ខព្រមទៅដោយបច្ច័យទាំងឡាយផ្សេងៗ
ជ្រើសនឹងទៀតអតុកសច្ចៈហ្នឹងអាស្រ័យបញ្ញាអប់រំរឿយៗបើមិនអាស្រ័យបញ្ញាស្ទុះទៅតាមអត្ថរបស់ធម៌ទេអាចលឿនណាយនឹងការស្ដាប់បានណាអាចធុញអាចស្រន់អាចខ្ជិលពីព្រោះថាជាពាក្យដែលចង្អៀតក្នុងការស្ដាប់តាមសេចក្តីនៃប្រធម៌ក៏មិនតន់ណាមួយគេលេះតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាសប្បាយរីករាយក្នុងភពហ្នឹង វាធ្វើឲ្យប្រឆាំងតតាំងជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីនៃប្រធម៌នឹងផងអាចរួញរាយចិត្តទៀតអាចដើម្បីទម្លាក់ចោលនៅការសិក្សាប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌នឹងដែលជាធុរៈសំខាន់នៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាហើយក៏បានបង្អោនទៅសុបាយរីករាយក្នុងការមកគុណវិញទៅនេះគឺជាអន្តៈដ៏មុំរបស់មេជាការសម្ដែងថាមុំគឺនៅត្រង់កន្លែងនឹងហើយ มันงี้นึงเร้อรวยบ้านนะเตนะโทเตตนามานาก็เอาទៅปนเอาទៅนั้นเอาដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងនឹងវារត់ទៅស្វិតពីព្រោះជាការសន្សំសេចក្តីពេញចិត្តច្រើនទៅច្រើនទៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់កន្លែងទៅបានធូរមេនប៉ុន្តែវាមិនដាច់ទេចំណងរបស់មេហ្នឹងតាមរយៈរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងធម្មេរំដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់ នេះគឺជាចំណងប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៀតមិនអីទេឧបនិស្ស័យនេះមានឧបការៈជួយជំរុញមកព្រោះមិនចាស់ញាតិញោមស្ដាប់តែចេះពីរោះនឹងធัวដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅក៏ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីត្រជាក់ចិត្តឃើញថាមានកន្លែងមួយទៀតដែលសុខលើសប្រសើរលើសសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះ ហើយមានផ្លូវដើម្បីអាត្មាអញ្ញឹងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានដល់កន្លែងសក្តិនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេញចិត្តដើម្បីនឹងសិក្សាទៀងទាត់ទៅនឹងធ្វើប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីជាឧបការៈដល់សតិបញ្ញាលោកផងជាជំនួយដល់ការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិប្រធัวទៀតគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសេចក្តីទុក្ខដោយអាត្មាមានបច្ច័យប្រជុំតតែងក៏ជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងឡើយ មិនមែនជាខ្លួនយើងផងហើយក៏មិនមែនជារបស់យើងផងគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងដែលគ្រាន់តែជាអមិច្ឆៈរបស់មេតែប៉ុណ្ណោះអត់មែនជាយើងអត់មែនជាខ្លួនរបស់យើងដោយសេចក្តីថាសង្កតថោដោយអត្ថៈរបស់ទុក្ខអរិយសច្ចៈទី3សន្តាបត្ថោសោណោចិន្តោស្រអាបោតចិន្តោស្រអោ សន្តាបត្ថោដោយអត្ថៈដុតរោលជាភ្លើងគប់ទៀតដុតរោលសត្វលោកណាកដៅណាស់ទៀតដោយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណព្រោះអវ័យព្រោះកដៅដោយជាតិព្រោះកដៅទៅដោយជារីព្រោះកដៅទៅដោយជាតិព្រោះកដៅទៅដោយមរណៈ ព្រោះកដៅទៅដោយសេចក្តីសោកព្រោះកដៅទៅដោយសេចក្តីទឹកជួលព្រោះកដៅទៅដោយទុក្ខទោមនស្សកដៅទៅដោយសេចក្តីជាជាតិជាអរចិត្តកដៅទៅដោយរាគៈទោសៈមោហៈក្នុងកិច្ចការងារចាត់ចែងសព្វគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រឿងកង្វល់ជាសម្ភារៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរវល់គឺសុទ្ធតែនាំមកនៅគ្រឿងកដៅទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាទេណា សូមបីនរៈនឹងមានភ្លើងក្តៅក្តៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែថាការដែលត្រូវក្តៅខ្លាំងជាងភ្លើងនរៈនោះទៅទៀតចំពោះបុគ្គលឯណាដែលមិនបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ហើយក៏រមែងត្រេកអរចំពោះសង្ខារ ព្រោះអាស្រ័យការត្រេកអរក្នុងសង្ខារក៏តាក់តែងនឹងសង្ខារដោយអភិសង្ខារគឺកម្មការដែលមានការតាក់តែងយ៉ាងនេះហើយក៏មិនរួចចាកជាតិជារាមរណៈមិនរួចចាកសេចក្តីទុក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានេះគឺក្តៅជាងភ្លើងនរកដោយសារជាតិជារាមរណៈហើយភ្លើងទុក្ខភ្លើងកិលេសផ្សេងៗទៀត ជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាក្តៅណាស់ទៀតនៅក្នុងវដ្តសង្សារក្តៅប៉ុណ្ណាទៅនឹងក្តៅណាស់ការដែលសត្វលោកនៅអោប្រសោបញ្ចខន្ធ
ao từ sau bàn giặc khăn chỉ ca đại minh pro lên trao được bàn giặc khăn này nó chỉ là lớn ông pi trư lùng pe ngồi ngay bay rồi lùng pe ở rồi này năm từ tiết vì pro tổ âm dung ca thành đại hạ bờ sân kia ngồi ngay trư lùng pe lệ trư bay rồi lùng pe đại kia lùng pe mực rồi nhá hai ở rồi này năm tiền bờ từ giang đi rồi hai bàn tra đăng ở đây là sạch chặt khổ cứ bỏ xa nặng bỏ chữ ca rồi loa cháu nơi ủ ba tiền là khẳng tốc bán bỏ xa bê nâng bỏ bầy bỏ ả sài văn cho khám đi trời tật tuôn nơi sẽ gây tốc đòi xa ca cặp xùm lạp ca vi bỏ ha nông xoan xa rồi vật đi lớn ổng bi mùi ngay bê rồi lùm bê hơi ổ rồi đi cho nằm nâng xin lắng tích là xoan xa rồi vật đây cần lo mọc hơi bộ tài ác sai bậc căn nơi phan nhật khăn đau khắp nơi phan nhật khăn đi ta ai rót từ đây tốc nâng tha phần nào từ trời kề cắt cỏ co nâng của mạn đỏ hai nông cầm nào chỉ mòn nông cầm nào chỉ tê nông cầm nào chỉ trụ trời kề chặt cỏ co nâng một nâng sập nâng siêu phần nào thi phần nào tọt sập phần nào ấy mình ai kịch đuổi ban cắt kề cô trời kề cắt cả ba đôi à vượt đầu một nô giàn na cả từ chỉ sập na na từ kê sầm lấp nô chiêm trào chiêm mà hà sầm bận nô một nửa sập nâng thi bận na tọt sập bận na ấy nông cầm na để cao chiêm mà nung gọi đôi từ phơi trào là cam chỉ đào từ kê chặt ban kê vô từ cắt cả ba kê vô từ sầm lấp nâng riêng lót khai bận na ruột hai từ từ ca ruột từ lui từ phan kê vượt khóc sập cột từng ông trời kỳ chấp vô tư sầm lấp rồi hai thế kỷ vật ta thấy tập luật phần nào nên cứ chỉ cá gặp đây khơi thà thì đây tục nông tâm xa rồi vật tại biên bảo hai hai tư mục tiết là tiền là bao mình trở lên trao lời ban nhật khăn bao mình ruột trao ban nhật khăn thế à sai ban nhật khăn trong vật đại đi nè lớp bị trời một ngày bay rồi lùng bê nâng tiền tiền bởi sân chỉ ngày nâng nè trời bay rồi lùng bê mình sắp thế từ tôi nơi đây tục của về từ nia hỏi trời phần to chọc nia ó mùi chằm rồi tới quật ra đang ở đây là sạch chặt thua nó bờ xa là tiền của ông từ đây là bờ xa cứ bàn đây thả về bờ xa chiêng nông ca để trời lùng bê nâng cua tại từ tôi vô khai cua tại prom hay bờ thả ban ra đang ở đây là sạch chặt thua nói từ tôi trời lùng bê giàn đi dân từ ông nia cua tại prom hay tạm để ông chúng ta từ đây nè rồi từ tôi nâng lồng bên nâng rồi thấy trắc đang ở đây bật chặt thổ bàn tay tùy mà vĩnh tiến tùy mà vĩnh ba mình trắc đang ở đây bật chặt thổ thế cứ chỉ ca ao bàn nhật hàm ba mình trắc đang ở đây bật chặt thổ thế mình trở lên trao lời bàn nhật hàm thế ao bàn nhật hàm tiệt hơi trắc từ nông vật ở sông xa đi trơ so chọt hơi bao chọt chỉ nịch trơ lên che chọt chỉ nịch bạn nhật tham chọc tam đà rạp ná tiên lớn ông tí trư lùng bên mùi ngay bay rồi lùng bên ở rồi này chăm nâng tự tiệt nên rương đây mình phát đăng ở đây sạch chạc thua nó hay quần cha nhận nhau tí cha ra nà mơ tiên mùi ngay mùi rồi lùng bên ta dân sriêu bần ná dân chư bần ná cùng thạc đo tư mùi rồi bì rồi bay rồi lùng bên nhó tại mùi lùng bên nâng rư con ta mà chôn chạc tham nâng cơ dân khlai bạc đó đây mà chơi nâng kê ngao chùm anh mình ơi miền mê rốt chắc tới mình sơ chư phong tiên bình chơi năm tơ phong nâng dân sriêu dân khai cho hơi cho tùm rong tơ lùng bên và bên còn khuôn tay đau cực cọp nghiêng nôn tay chân sriêu sọt bà nạc hơi mình mê tơ mùi lùng bên nâng là đọ hơi thay mùi tiên đọ hơi thay mùi tiên mà bực nó mùi rồi lùng bên tùm ra phân tích tư ngày trong đặng mùi rồi thay tiên thầm ra tích tư là bê lưng ít hai mà rồi tiết ta tự tui tự tui cầm nâng của phần này sai lăng của phần năng tiết bay rồi lùm bên tiết nâng hai bà sân chia phần năng ôm mà rồi chăm á rùi thoát đi mà rồi chăm á tư trắc băng ở đây sạch chạc thua thạc bà sao mên tên nẹ thường mai cua thể bruông á và ông thường này chẳng bà sân chia miên ca trắc băng ở đây sạch chạc thua đau rồi biệt nâng phần tay này còn đại kiểu tê hoa đầm bay bình chạy khơi tô hồ bọc bánh nhật khăn tê tên rương nâng bờ sân chia dân thế khai nhắc mà rồi làm bên khai nhắc bê rồi làm bên dân khai được khai thôi rương nâng được khai có ông tầm đây nâng tầm đây nhờ dân khai nâng nâng quanh tề rương và cam quanh nhờ khám nâng trư tề khai lên nâng vì chân đây mình tham mình ao dân khai thế mùi làm bên nhưng mà khai chơi
bàn tay rương đầy mình ra đang ở đây sạch chặt thua cua phê cua khang lên nâng rương đầy bằng can bao nhiêu khăn nâng đầy năm mau nâng thì đây tục nâng về khang lên nâng này rương nâng rương chọn nâng bao nhiêu khăn rương đầy mình buông rất cao bao nhiêu khăn đó rương nâng rương tre o nâng ao thì xong rồi bao nhiêu khăn đó rương chọn bằng tiệm bao nhiêu khăn rương chọn ca bao tình sao luôn luôn rồi bao nhiêu khăn đó rất là đồ quật đã nâng chăm con mình gia nhập nhóm ông ôn chân á, có bây bàn chế riêng ông tí tục hạ rầy sạch chạy ní đòi xăm ta bạch thao. Ngay khô nâng bệnh hạ rầy dự bạc quân là lục trạc đăng chí bạc luôn. Được bèo nà để lục khơi bệnh lý biên. Lục trạc đăng ách hạ rồi bắt tục của sạch chạy ní đòi mình miên phòng say chân. Đòi chực đây thạc biên biên sạch lô của lục ọt phòng say. Đòi chực đây thạc miên bạch chay bị chung tạ tay. Bộ ọt miên được nông bị say ní bạc quân là bàn chìa rồi bắt luôn anh lời. Chăm nâng miền bàn ấy chỉ ti phân thế này, từng khâm bảy nhật khăn, bảy nhật khăn nâng biệt biên hơi ọt biên ấy chỉ là bọc luôn ai anh tiên, nơi không nở ruột, tự tuôn tự ruột nở cam sập ba sập giang, miền tây sầm lót, miền tây cầm riêng, miền tây cầm hai, miền tây phơi tự ruột nở cam, hai rồi nhiệt mệt bong ôn ọt miền, cả lan ọt mai ọt ơi, cả để nơi chiều mình nục, chữ ấy tịch tuôn mai, chữ ấy tịch tuôn bong ôn, chữ ấy tịch tuôn bốc. Chữ ấy tích tu nhiệt mệt sẵn tan. Và bọn ai có chữ bác sọc rộp tư. Có bàm đo là ca cọ cả tăng. Chữ đây tục nông nổ ruộng miền nhiệt mà bị nà. Phần tay phần năng mình khlăng khla. Đôi chữ đây tục nông băng chữ khăn thế tiền. Chữ đây tục nông băng chữ khăn. Lơ tục nông nổ ruộng. Phen cầm pria tiền à. Chữ đây tục nông nổ ruộng. Nâng cầm pria phần năng ọt miệt ta bệnh ta. Bọn ôn ai chui của bọn ai rồi. Chư tục lộ mạ, sài rô mai, nâng mai đời nà, sài rô ơ, nâng ơ nơi nà, sài rô nhiệt mệt sản nà, bọn ôn ọt miệt chẳng ọt tiên. Giang nà xong băng nhật khám ni, trời sẽ gây tục biệt biên tòi bê là nắp thao hơi, ọt miệt khám nà chìa rô bọc luôn anh là mấy chui bàn lai. Ọt miệt khám nà môi chìa mệt lai, cứ sắp tới chìa khmăng chìa sở trời chẳng ọt tiên, xong bây sốc của vệ tình yêu nâng cả đôi. Để không tạ tên, để không phải như đó, trời rút nhau chẳng ớ. Và qua tôi đã đi ao sẽ đầy tục chẳng sông tiền. Nên còn bìa bà bà nà tư sẽ đầy tục nông bà nhật hành năng. Đất ở đâu sắp lộp, miền là hai. Tì bùm hết, tì buôn nâng vị bà rì nà mặt hào. Ất hạ rồi bò, tục bà sạch chạc tì buôn vị bà rì nà mặt hào. Vô sẽ ế, bò rô sẽ ế. Nó sẽ ra mua to dùng thoa sẽ ảo. Vì vậy là mặt thao đầy ạ thà phải bố. Bố bao bình cháu ná. Bạn chỉ trời phải bố nâng chăng ra thế nào. Vì viên chỉ tí phân biệt của mẹ ở sài này sắp lô cái nào. Đầm bây bạn chỉ tí phân này đã. Đôi chứ này. Bạn chỉ khăn tớ chỉ được bọc phải bố. Còn nhà nhật nhôm bóng bố này. Miền ấy đại dương của phân bạn chỉ khăn đi. Miền ấy đại khu dương trị o. Thế là lớn quý sắp phô nâng á. Phần thế, phần bằng dự khăn rư cơ trời ở sài ruột chào khăn đến. Trời sẽ ruột chào khăn ở sài bật hồ nên là con mình chẳng nhiệt nhôm nâng để trời ruột chào nâng. Sẽ lăng thế, sẽ lăng bằng dự khăn nâng nhưng khi bạn khăn nâng bạn bằng quý đạp hồ nâng. Rồi nế, khi bạn bằng dự khăn nâng bạn khi nâng bạn liệp tờ ca rạ, bạn nhiệt bật bóng ôn, bạn tự khơi trọc kê, bạn tự bỏ rạch tê, bạn ta lên, bạn cồn chạy nâng đâm côn. Chỉ này chỉ nọc ấy sọc rụp. Nâng chăng ấy, sẽ lành bàn nhật khăn chăng ấy. Nâng chăng dân trư phụ môn sẽ đọc từng ổn mò tiền bàn nhật khăn về nơi trong đã biệt biến. Hãy miền phải chạy vì chung tạ tên. Dân trư thì cầm phía nông bàn nhật khăn. Hãy chỉ là bọc để cuối tập vật khai của thật đất rồi chỉ nít. Hãy nâng chỉ là bọc phải rồi. Mình nơi nông ẩm nà. Phải rùa chiến lịch tiên bị phải nà mặt thao ọc tư xôn tư chiến lịch. Rùa về tình yêu sân nhà xong khá vĩ nhiên. Đại ca lãng tam phía bình yêu của phải rùa tư tam phơi chiến lịch. Lời chờ bóng lợi nát lợi cài lợi chất. Khrup kia chiến lịch tài ngọc tư. Phải hả đây giờ bác quá lục ọt phong say. Thế nó chứ nó lục ọt phong say. Nơi khá nông tục hạ rè sạch chạc tê. Nâng. Chồng phua ạch hạ rùa bó tục hạ sơ mô tì dạ. Cứ tâm là hạ, đòi lô phép chế tử sập, chế ân thù. Tâm là hạ nâng, đòi ạch hạ, a dù hạ nạch hào. A dù hạ nạch hào, o ta a dù
ដោយអត្ថាប្រមូលមកនៅសេចក្តីទុក្ខពីព្រោះតណ្ហានេះនាំឲ្យកើតកម្មយើងធ្វើកម្មគ្រប់គ្នានេះតាមអំណាចតណ្ហាទៅដែរបើកុំតែត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានអ្វីនោះកុំតែមានឧបនិស្ស័យពីតណ្ហានោះតើធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់តែងនៅអភិសង្ខារគឺកម្មកម្មហ្នឹងណាវាកើតមកពីតណ្ហាព្រោះតណ្ហាហ្នឹងមិនអាចដើម្បីបែងចែកជាតិកំណើតទេ ពិតមែនតតណ្ហានឹងជាគ្រឿងនាំសត្វទៅកាន់ភពថ្មីតែដោយអំណាចតណ្ហាបានចាប់ចែងនៅកម្មដើម្បីកម្មនេះឯងរៀបចំផលវិបាករបស់កម្មតែរឿងនាំសត្វទៅកាន់ភពថ្មីនៅតែជាតួតណ្ហានឹងគ្រាន់តែថាមុននឹងចាប់ចែងរៀបចំសត្វលោកនឹងក៏ត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានជាកម្ម ជាអកុសលកម្មឬក៏ជាកុសលកម្មនឹងដែលឈ្មោះថាតណ្ហានឹងជាអាយុហៈណត្ថោប្រមូលមកនៅសេចក្តីទុក្ខណាគៀកួរណាគៀកួរប្រមូលមកនៅទុក្ខសច្ចៈឲ្យកើតឡើងនឹងនេះជាការចង្អុលបង្ហាញទៅលើទុក្ខសច្ចៈដែលត្រូវកើតឡើងក៏ដោយអំណាចមានតណ្ហាដែលប្រមូលមកនៅទុក្ខនឹងឯងទី 2 นิเตียนัตถานี่มันจําบัดสงสัยในเรื่องเป็ดเด้ที่พระปัญญ์ในក្នុងตุกขสัจจะนั้นก็ច្រើនហើយដើម្បីក្នុងពេលនឹងប្រមូលសរុបសេចក្តីទៅអត្ថរបស់សច្ចៈទាំង 4 នឹងឲ្យបានជាប់មកលើកនឹងកិនដើម្បីធัวនឹងឲ្យមានដើមមានកណ្ដាលមានចុងទៀតទី 2 นิเตียนัตถานิเตียนนี้คือเหตุนะที่ประพบที่ได้นําឲ្យสิกรัยตกเกิดឡើងที่การจึงอลบังหาญទៅលើสิกรัยตกนั้นទៀតได้ត្រូវเกิดឡើងព្រោះตัณหาหนึ่งได้ตัณหาខ្លួនឯងជាគ្រឿងสําหรับประมูลมาនៅสิกรัยตกนั้นហើយក៏ជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារឿងตกสัจจะក្នុងโลกนี้อาจมีเกิดมาពីណា ដល់ទីក្រៅអំពីតណ្ហាដែលឈ្មោះថានិទានណត្ថោបើតណ្ហាមិនមានហើយទុក្ខក៏មិនមានទុក្ខដែលមិនមានគឺមិនមានឧបាទានខន្ធទុក្ខគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទេណាបើទុក្ខមិនមានហើយបញ្ញខន្ធមិនមានមានប្រគុណចាស់ញាតិញោមទេក្នុងពេលនឹងមានទេនឹងរឿងនឹងជារឿងទុក្ខសច្ចៈទាំងដោយបរមត្ថគឺជាទុក្ខសច្ចៈ